con xin chào cô chú và anh chị. Hôm nay con giới thiệu đến cô chú và anh chị một cây đàn của hãng Aria AC80 nha mọi người. Cây này được full solid rồi nha mọi người. Đó, top được sử dụng là top solid sprue nha mọi người. Đó, mặt nó hơi chảy nhẹ. Đó, chảy nhẹ chỗ này thôi nha mọi người. Đó, chảy sức nhẹ. Đó, không bể vỡ gì nha mọi người. Lưng hâm rosewood nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Đèn được trang trí chỉnh lưng và chỉ cần rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, cây này cần thẳng tắp luôn nha mọi người. Đó, được trang bị bộ khóa dập chân của Tây Ban Nha nha mọi người, rất là xịn nha, vặn rất là êm tay nha mọi người. Đó, bộ khóa đặc trưng của dòng Tây Ban Nha nha mọi người. Đó, cây này cần thẳng tắp luôn nha mọi người. Đó, cây này giá mới người ta bán giá 25 triệu. Cây này chảy sức nhẹ, em bán 15 triệu em tặng cây nha mọi người. Em bảo hành 2 năm, em giao hàng trên toàn quốc nha mọi người. Mọi người cùng xem qua. Rất là đẹp. Đó, còn rất là đẹp. Đó. Mời mọi người cùng lắng nghe âm thanh. Mọi người đã lắng nghe, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ.